Thưa quý vị, bên cạnh câu chuyện đáng buồn thời gian qua về một số đối tượng trốn cách ly tập trung cũng như là công khai livestream, một hình thức làm video trực tiếp giới thiệu cách để trốn cách ly, khoe khoang như một thành tích, một thứ đáng tự hào, thì cũng có những công dân ý thức rất rõ việc cách ly tập trung khi trở về đất nước. Vâng, nhiều người thì họ chưa hình dung được là cách ly như thế nào, thế nên là những cái thông tin thất thiệt lan truyền và đồn đến tai nhau thì khiến cho nhiều người lo ngại và không muốn đi cách ly, thậm chí là còn sợ hãi nữa. Như là nhiều người nói rằng là đi cách ly thì khổ lắm này, hay là buồn lắm này. Và đây cũng chính là điều mà khiến cho lúc đầu cái công tác cách ly của chúng ta vấp phải nhiều sự phản kháng của một số đối tượng công dân từ nước ngoài về. Và chuyện này thì chúng ta đã nói nhiều rồi đúng không ạ? Vâng, và bản thân tôi thì đoán rằng rất nhiều người thắc mắc là trong 14 ngày cách ly ấy, thì cuộc sống của người dân sẽ làm gì này? Đời sống trong khu cách ly tập trung sẽ ra sao? Khu cách ly có đáng sợ như lời đồn đoán hay không? Vâng, tôi nghĩ rằng là để giải đáp cho những cái thắc mắc của những người đặt ra câu hỏi rằng là đi cách ly tập trung thì sẽ như thế nào? Thì mới đây có một nhóm bạn trẻ gồm 8 bạn, họ đều là những du học sinh, những người mà đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, đã làm một video rất là hài hước nhưng mà cũng rất chân thực và cũng rất sống động nữa. Những kiểu người ở trong khu cách ly như thế nào, và để truyền tải những cái năng lượng tích cực cũng như là cho mọi người hiểu thêm về việc là cách ly tập trung hoàn toàn là không đáng sợ. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm với chị Tú Anh cũng như là quý vị khán giả, 8 bạn trẻ này đều ở cùng một phòng trong khu cách ly tại quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Dù xa lạ thế nhưng do đều đi du học và làm việc tại các nước châu Âu nên họ làm thân quen rất là nhanh. Họ quyết định truyền tải một thông điệp vui vẻ đến với cộng đồng, những kiểu người trong khu cách ly. Là đoạn video giới thiệu có phần hơi thái quá một chút để tạo sự hài hước. Thế nhưng đó cũng là những quan sát của các bạn ở trong khu cách ly về muôn hình vạn trạng, về các tính cách của những người đi cách ly. Mỗi người đã từng và đang ở trong khu cách ly có lẽ khi xem clip này sẽ thấy một phần bản thân mình ở trong đó. Không chỉ giúp nhiều người đang thực hiện quy định cách ly với đi nỗi buồn, clip cũng lan tỏa một tinh thần lạc quan của những bạn trẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa. Vâng, và có lẽ là bây giờ thì chúng ta nên mời khán giả đúng không ạ, xem cái đoạn clip là những kiểu người trong khu cách ly của những du học sinh, của những cái bạn trẻ đang sinh sống ở nước ngoài nhưng mà phải về Việt Nam và phải ở trong khu cách ly 14 ngày. Đặc biệt là ở khu cách ly là quân khu 7 của thành phố Hồ Chí Minh, để xem là video clip này có những gì thú vị. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn bữa ăn thường ngày của chúng mình như nào nhé. Vâng, vào đây, đây nhé. Còn nước tí, chẳng nước tí, ok. Vâng, rất đầy đủ dinh dưỡng, từ thịt, cơm, và rau, có các canh nữa, nhưng mà mình để làm kia. Mình sẽ review cái giường mà ở trong khu cách ly chúng mình nằm nhé. Anh, đi nhé. Anh không review giường em đi. Ôi, giường em đang bẩn lắm, cho em bận ý đó. Chứ khó, không hỏi làm gì nhé. Vâng, và đây là cái giường trong khu cách ly của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một khu vực mình rất là yêu thích trong khu cách ly. Các bạn biết là gì không? Dạ, toilet. Vâng, đây, mình sẽ đẩy cửa vào để review cho các bạn xem nhé. Ôi, hôm nay nãy rồi. Thế rồi video, người tới. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Xuống đây nè. Mày dai ơi, mày có đòi lời gì cả đồ ăn không? Đòi lời gì mày mẹ? Nghề của em mà, uống sữa không? Ok. Hay là ăn bánh trộn không? Sao cũng được. À, thêm hoa quả dâm đi. Ơ kìa, đi đâu đây? Đây. Nani? Run. Really, nigga?
rồi, chuẩn luôn, vẽ là con rể luôn chứ. Hay anh làm chuyện chị gì nữa? Nghe em à, cho người tế ạ. Ờ, rồi, gặp nha, đi theo nha. Lớp nhà nha. Hay à. Em rể của em. Quay đâu ba hàng này ấy. Quang ơi, tôi sao còn giấy cái đó bốc quá. Cô giấy giấy cá mình đã kìa. Tuấn này, viết mấy cô ra coi. Đéo cho. Vâng, khi mà theo dõi xong cái clip vừa rồi thì tôi thực sự là không thấy việc cách ly có gì đáng sợ cả, mà không có gì gọi là bí bách hay là khó sống cả, phải không ạ? Vâng, đúng là nhờ những cái video clip chân thực, những cái vlog của các bạn trẻ thì chúng ta mới hiểu được là cuộc sống ở trong khu cách ly như thế nào. Thậm chí là có những người họ mở cả những cửa hàng tạp hóa, có những người thì thích review mọi thứ cho mọi người biết là cuộc sống của mình ra sao. Còn có những bạn trẻ thì nghiện ứng dụng là TikTok, một cái ứng dụng rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây. Hay là có những bạn thì thậm chí là rất là yêu thích những công việc bao đồng, làm gì cũng muốn giúp đỡ mọi người. Và khu cách ly thì cũng như là một cái xã hội thu nhỏ và rõ ràng là không hề đáng sợ một chút nào. Vâng, mà tôi nghĩ là không riêng tôi hay là chị Tú Anh, mà rất nhiều người khi mà xem xong clip này đều có những tiếng cười khích lệ tinh thần, phải không ạ? Và dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì các bạn trẻ cũng luôn tạo ra cho những người xung quanh một thái độ sống tích cực, tinh thần lạc quan để chiến đấu với dịch bệnh. Vâng, và chính vì thế nên là chúng tôi cũng đã kết nối một bạn trẻ đang ở trong khu cách ly để chúng ta cùng nói chuyện, cùng tìm hiểu xem là cái cuộc sống của những bạn trẻ ở trong khu cách ly như thế nào. Và bạn trẻ chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị có tên là Nguyễn Đức Trụ. Trước khi về Việt Nam thực hiện quy định cách ly tập trung thì bạn cũng đã có một cái thời gian sinh sống và làm việc tại Pháp. Tính tới thời điểm này thì Trụ cũng đã được hơn 20 ngày cách ly rồi, và nhóm 7 nam sinh cùng thực hiện clip với Trụ đã được trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên thì có một điều đặc biệt, đó là bạn Đức Trụ thì không, bạn vẫn tiếp tục ở lại theo dõi sức khỏe do là tiếp xúc với một ca dương tính với Covid-19 trong khu cách ly, nhưng bạn hoàn toàn lạc quan với việc đó ạ. Vâng, và cũng xin chia sẻ thêm tới quý vị là hiện tại thì sức khỏe của Đức Trụ thì vẫn rất là tốt. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì Đức Trụ hiện được cách ly riêng tại một phòng riêng ở quân khu 7 và được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi sức khỏe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với Đức Trụ để hiểu rõ hơn về clip những kiểu người trong khu cách ly do chính bạn Trụ và các bạn cùng phòng đã thực hiện. Vâng, từ trường quay chúng tôi xin được gửi lời chào đến bạn Đức Trụ ạ. Và lời đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết được không ạ? Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem qua đoạn video clip hài của nhóm chúng mình. Mình tên là Nguyễn Đức Trụ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Mình về Việt Nam vào ngày 15 tháng 3, 2020, đúng vào ngày mà chính phủ Việt Nam ra quyết định những công dân về từ những vùng dịch phải được đi cách ly trong vòng 14 ngày. Thì khi mà nhận được tin, mình cũng vui vẻ chấp hành vì mình cũng muốn đảm bảo cho bản thân mình an toàn trước khi mà mình tiếp xúc với gia đình và cộng đồng. Vâng, khi biết tin là bạn phải đi cách ly này, phải tiếp tục xa gia đình thêm một thời gian nữa, mà xong với quãng thời gian cũng đã sinh sống và làm việc ở nước ngoài khá là dài rồi, thì Đức Trụ có cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi mà mình vào khu cách ly hay không? Và hình dung của bạn về khu cách ly lúc đó thì như thế nào ạ? Thì khi mà nhận được thông tin là mình được đi cách ly thì lúc đó trong đầu mình rất là rối, tại vì mình không biết là cái tình hình dịch bệnh nó như thế nào, cũng như là cái môi trường được cách ly nó ra sao. Thì nhưng mà khi mà vừa đặt chân tới trường quân sự quân khu 7 thì mọi cái lo sợ nó tan biến hết, hay vào đó là sự yên tâm, tại vì các bác sĩ ở đây họ rất là chuyên nghiệp, cũng như các anh chiến sĩ rất là tận tình và chu đáo, lúc nào cũng cố gắng phục vụ mình để mình cảm giác như mình đang được ở nhà vậy đó. Thì mình trong những ngày qua mình rất là yên tâm ở đây để được chăm sóc, được các bác sĩ theo dõi tình hình dịch bệnh của mình như thế nào. Đức Trụ ạ, khi mà xem xong clip của bạn ấy thì thực sự là tôi cảm thấy rất là thú vị, và tôi có một câu hỏi tò mò như thế này, là không biết là từ cái ý tưởng nào mà bạn và các bạn cùng phòng của bạn á thì lại quyết định là làm cái nội dung clip là những kiểu người trong khu cách ly. Thì từ những ngày đầu khi mà lên ý tưởng cho video này thì nhóm chúng mình đã chọn cái góc nhìn hài hước và ý nghĩa để khi mà thông điệp video được truyền tải thì mọi người cảm giác vui vẻ và nhẹ nhàng hơn trong những ngày căng thẳng của mùa dịch. Còn lý do tại sao tụi mình chọn cái chủ đề là những các kiểu người trong khu cách ly là vì
bọn mình muốn là khi mà những người đang được đi cách ly họ xem được video này và họ có thể tìm thấy bản thân họ trong những nhân vật trong video thì họ cảm giác bớt lạc lõng hơn, bớt căng thẳng hơn, bớt cô đơn hơn. Còn những người phía bên ngoài thì họ có cái nhìn khách quan hơn và thực tế hơn ở trong khu cách ly như thế nào, không có việc gì phải tránh né hay là sợ sệt khi mà được đi cách ly hết. Qua clip này thì bạn cũng như là những người bạn của mình thì muốn nhắn nhủ gì tới tất cả mọi người ạ? Thông qua video này chúng mình muốn truyền tải những năng lượng tích cực tới mọi người trong những ngày căng thẳng của mùa dịch, cũng như cho mọi người thấy những khách quan hơn ở trong khu cách ly nó như thế nào. Bên cạnh đó, nhóm chúng mình xin gửi lời cảm ơn tới các vị y bác sĩ cũng như các anh chiến sĩ luôn tận tình ngày đêm chăm sóc để mọi người có thể về với gia đình sớm nhất có thể. Vâng, xin được cảm ơn bạn Trụ về những cái chia sẻ hết sức là thú vị vừa rồi và về clip những kiểu người trong khu cách ly mà bạn đã chia sẻ. Vâng, có một điểm rất khác là những bạn trẻ trong lần về nước lần này ạ, là nếu như mà trước đây khi mà đặt chân tới sân bay Việt Nam thì gia đình hay là bạn bè sẽ là những người đầu tiên đón các bạn đúng không ạ? Thế nhưng mà lần trở về này thì rõ ràng chúng ta thấy rồi, hoàn cảnh rất là đặc biệt, khác hẳn so với mọi khi. Đón các bạn lại là những cán bộ, những nhân viên y tế, những chiến sĩ, những nhân viên trong các khu cách ly, nơi mà họ sẽ đến để theo dõi sức khỏe và đồng hành với các bạn trong khoảng 14 ngày. Vâng, và các cụ ta thì vẫn có câu rồi, một ngày có khi cũng nên tình nên nghĩa, huống chi là tới 14 ngày lận. Với biết bao cung bậc cảm xúc này, sự tận tình của những cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế này, nhân viên tạp vụ trong các khu cách ly, họ không ngại dịch bệnh, không ngại khó, ngại khổ để những công dân trở về nước cách ly được cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Vâng, lúc đầu chúng ta nói rằng là ở trong khu cách ly thật sự là một cái xã hội thu nhỏ đúng không ạ? Tôi còn biết những cái câu chuyện mà thậm chí có những người quen nhau, yêu nhau ở trong khu cách ly nữa, rất là thú vị. Đó là những cảm xúc hoàn toàn rất bình thường, bồi hồi này, xúc động, nhung nhớ. Đó là những cái cảm xúc mà chúng ta sẽ đến trong một cái xã hội thu nhỏ và trong vòng 14 ngày đó, dù nóng lòng trở về với gia đình mình nhưng mà sau 14 ngày được những nghĩa cử ân cần, quan tâm của những y bác sĩ, của những chiến sĩ, của những nhân viên ở trong khu cách ly, có lẽ là 14 ngày không thể quên được đối với tất cả mọi người. Và còn đó cũng có lẽ là một cái trải nghiệm mà không phải là bao giờ chúng ta cũng có cơ hội để trải qua đúng không ạ? Vâng, rất là chính xác. Và có một cái thông tin này, không biết là chị Tú Anh cũng như là quý vị khán giả có biết được không, khi mà lên ý tưởng thực hiện clip những kiểu người trong khu cách ly của nhóm 8 bạn trẻ mà chúng ta vừa theo dõi vừa rồi đấy ạ, thì họ đã gửi gắm trong đó cả những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các y bác sĩ này, chiến sĩ, nhân viên trong khu cách ly. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe những lời tri ân này. Xin chào các bạn, chúng mình là phòng 401. Phòng 401. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm video giải trí của chúng mình. Qua video này, chúng mình muốn truyền tải thông điệp rằng mọi người hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện nay. Và qua đó, mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn về việc cách ly khi cần thiết. Thì hôm nay chúng mình cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chủ quân sự khu vực nói chung và cũng như các vị bác sĩ cùng với các anh chiến sĩ luôn ngày đêm chăm sóc tận tình những người dân được cách ly trong những ngày qua. Ăn cơm chưa? Chưa, phải lo xuất ăn cho mấy đứa xong thì mới tới bọn anh ăn được. Anh mặc bộ đồ này suốt ngày không thấy nóng hả? Cũng nóng lắm chứ, nhưng mà nhiệm vụ thì phải là hoàn thành thôi. Anh có sợ bị lây không? Không, công dân mình không, về nước thì hân hoan chứ lây bệnh tới đó tính sau. Vâng, thưa quý vị, có lẽ trong những ngày cách ly, chính những chiến sĩ, những y bác sĩ, nhân viên trong khu cách ly đã trở thành những người bạn rất thân thiết đối với mỗi cá nhân người phải đi cách ly tập trung. Và Đức Trụ cũng vậy. Trong khoảng thời gian ở đây thì Đức Trụ đã làm quen được với hai chiến sĩ hiện đang là học viên tại đại đội 4, tiểu đội 1 thuộc trường quân sự quân khu 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng ta thì cũng đã lắng nghe tâm tư tình cảm của những bạn mà ở trong khu cách ly rồi. Nhưng rõ ràng những chiến sĩ ở đây họ cũng có những tâm tư tình cảm đúng không ạ? Đối với những người cách ly họ cũng có những tình cảm, những cái cảm xúc về những người đến cách ly. Và trong những cái ngày mà cả nước đang gồng mình chống dịch như thế này thì họ là những lực lượng tiên phong. Và ngày hôm nay thì bạn Đức Trụ cũng đã giúp cho chúng tôi, những người làm chương trình, có cơ hội được kết nối với các chiến sĩ tại quân khu 7 để có thể tìm hiểu hơn về công việc của họ, những tâm tư, tình cảm của họ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện này do chính nhân vật chính của chúng tôi thực hiện. Xin chào quý vị khán giả VTC16, Đức Trụ hiện đang thực hiện nghĩa vụ cách ly tại trường quân sự quân khu 7. Hai anh chiến sĩ Hoàng và Trường là hai người trực tiếp chăm sóc Trụ và những người dân đang được cách ly tại nơi đây. Hai anh chiến sĩ có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình không ạ? Tôi, Chu Huy Hoàng, học viên lớp 2 cao đẳng quân sự cơ sở của đại đội 4 tiểu đội 1, trường quân sự quân khu 7. Tôi, Lê Đăng Trường, học viên lớp 2 của cao đẳng quân sự cơ sở đại đội 4 tiểu đội 1, trường quân sự quân khu 7. Hiện tại hai chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trong tổ phục vụ
của khu cách ly, chủ sự. Chủ có quan sát những ngày qua thì các anh đã giao tiếp và tiếp xúc với rất là nhiều người. Các anh có thể chia sẻ một chút những kỷ niệm vui nhất và buồn nhất ở đây được không ạ? Chúng tôi rất vui và hân hoan khi được đón các công dân từ nước ngoài trở về khu cách ly của trường quân sự. Và các công dân có ý thức rất là cao và phối hợp với đội cách ly chúng tôi. Sau những ngày mà các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ cách ly 14 ngày thì trở về ở dinh thì sau những khoảnh khắc chia tay thì cảm thấy rất là buồn vì các bạn được đó về nhà thì các bạn vui nhưng mà chúng tôi lại thấy buồn. Khi các anh thực hiện nghĩa vụ tại khu cách ly các anh cũng không được về nhà đúng không ạ? Đã bao lâu rồi các anh chưa gặp được gia đình? Đúng vậy, khi chúng tôi thực hiện tại khu cách ly này thì chúng tôi cũng không được về nhà. Vì đâu đó cũng hơn 2 tháng rồi, chúng tôi cũng chưa được về nhà thăm gia đình. Sau đợt đầu thì công dân hoàn thành cách ly 14 ngày thì chúng tôi vẫn phải ở lại tiếp tục để làm mọi công tác chuẩn bị để đón đợt cách ly tiếp theo cho khi nào hết dịch. Vậy các anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh về những người dân được cách ly ở đây không ạ? Mọi công dân đều có ý thức và trách nhiệm cao trong việc phòng chống dịch và thực hiện tốt các nội quy quy định của khu cách ly. Trong khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tuy có khá mệt nhưng mà chúng tôi đổi lại được sự cảm thông và sự vui mừng của các công dân cũng làm tan đi sự mệt mỏi phần nào của chúng tôi. Cảm ơn những chia sẻ của hai chiến sĩ. Chúc chủ hy vọng là quý vị khán giả có cái nhìn rõ hơn về trong cách ly cũng như công việc và trách nhiệm của các chiến sĩ trong những ngày qua. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Đức Trụ với đã kết nối cho chúng tôi một talk show rất là ý nghĩa và rất là vui vẻ trong khu cách ly để chúng ta rất nhiều người khán giả ở đây có thể hiểu thêm về những người chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Họ là những người đang ngày đêm chăm lo cho các công dân và góp phần to lớn vào công cuộc phòng và chống dịch COVID-19 của chúng ta. Vâng, những chiến sĩ, những bác sĩ, những người mà đang phải làm trách nhiệm công việc của mình ở những khu cách ly, rõ ràng là họ cũng có những cảm xúc của mình và họ cũng phải đấu tranh và tiếp xúc với những cái rủi ro, đúng không ạ? Khi mà thực hiện công việc là giúp mọi người cách ly ở trong khu cách ly tập trung. Các công dân cách ly sau 14 ngày có thể trở về bên gia đình. Nhưng họ thì không, họ vẫn tiếp tục ở lại, họ vẫn tiếp tục đón nhận những đợt công dân mới phải đến cách ly. Họ có thể sẽ vẫn tiếp tục công việc lớn lao đó cho tới khi hết dịch. Với sự nỗ lực này đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi, khống chế được dịch COVID-19 trong tương lai gần. Vâng, qua những cái clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng tinh thần chống dịch như chống giặc không chỉ mạnh mẽ và nghiêm ngặt ở các khu cách ly tập trung. Hiện nay cả nước cũng đã đi vào thực hiện cách ly toàn xã hội được gần một tuần rồi. Và những ngày cách ly toàn xã hội, nhịp sống có phần chậm lại hẳn. Và không gian của cuộc sống đã thu hẹp lại trong mỗi gia đình. Nhiều người, nhiều gia đình thì đã kịp lên ý tưởng sẽ biến 15 ngày vàng cách ly toàn xã hội này thành 15 ngày hết sức thú vị. Ví dụ như là sống chậm lại để chăm sóc bản thân này, gia đình này, làm những điều mình thích này, thêm thời gian để chăm sóc con cái, may vá, nấu ăn hay đọc sách.